Dạ. Vâng, em vừa nhà ra, đâu vừa chơi trên đồng hòa chán rồi lại ra đây. Ông Hòa đang xây rồi chú ạ. Ông Hòa đổ xong hết rồi. Ông Hòa nghỉ nấu cơm rồi. Bảo thôi lại ra lại chơi vậy. Vâng. Vâng. Ông tự xây đấy. Chú lên nhận mấy cái rồi? Cái nhà ông Thủy nữa. Thế là đủ hết 5 rồi. Mà chiều báo ốm. Ốm gì? Ốm